Rồi. Hello, hello mấy bạn. Hôm nay mình đi hái lá sen, mai mình làm cơm lá sen nha mấy bạn. Cơm lá sen. Liên dòng lá sen. Có. Rồi, mình nấu gà. Gà tiệm thuốc bắc nha, thuốc bắc mình tiệm, mình ngâm nước nè, lát mình lược gà rồi mình bỏ vô cái nước dùng mình có trái dừa trong đó nha mấy bạn. Mình làm cơm chiên hải sản lá sen nha. Để mẹ ăn nha. Đó. Đó, mình chuẩn bị rồi đó. Lá sen. Đó, gà. Tao đem gà bỏ vô đây mình ngâm ba cái thuốc bắc mình mua sẵn nè, thuốc đó, tiền thuốc bắc đó. Rồi. Liên quan là gà nè, gà mình tìm hôm giờ được các bạn. Mềm mà nè. Mềm mà nè, mình cái bột cho ra nước. Đây mình xào gạo mình chiên cơm. Tôm. Con khô, con sữa tẩy. Đây lá sen mình luộc sơ, mình bỏ chút đường với chút nước dầu vô, lát mình trang trí. Rồi có nhiêu đó. Rồi xào rau. Bỏ trứng với bỏ lạp xưởng tôm khô rồi giờ khều tôm xuống luôn hết. Lát bỏ trái cây vô rồi bỏ vô lá sen nữa nha. Rồi nêm vô cái bột nêm đây. Chút muối. Bột ngọt. Rồi đổ rau củ vô. Mà chiên xong mà tao hấp cơm nước khô á, nó nhảy lên nó mới bền, nó thành công, nó mới từng đó. Trang trí nè. Bỏ cơm vô lắc, lắc sen lại. Mình xong thấy đẹp không? Nhà mình sáng nay không có ai hết trơn, đi chợ hết trơn, mình ăn mình nha mấy bạn. Đây gà tiền thuốc bắc của mình đây. Bỏ cơm mà mình ăn kiểu này đó. Tương ớt đây ngon lắm các bạn ạ. Ăn sáng với mình nha, nay nhà mình đi chợ đó rồi buôn bán bán buôn nó tư rồi nên mình ở nhà ngon quá, ớt cay vô ngon quá. Gà này mình tìm hồi tối luôn á, giờ nó mềm dữ lắm luôn. Mình xét cho các bạn coi nó mềm nào đó chưa đó. Nước có thấm người ngon lắm. Quấn cái lá sen này thơm cái mùi lá sen. Ngon. Mùi lá của lá sen. Bên này ngồi. Ngọt, còn
bóc từ trái dừa ra, mình bỏ chặt hai trái dừa luôn. Ngon quá. Các bạn chưa ăn cơm sao mà ngon không? Chưa ăn cái hộp cơm nó nghĩ đương tương như các chảo mà bạn ngon á. Mình xét cái đường nào thử coi. Mềm. Lên miếng nước táo vô cho bên tường sáng thôi, giúp này đâu có ai bán gì ra buôn bán, mấy bạn mua ăn tự nấu ăn nhà chứ. Mấy bạn tiêm vaccine cho mấy bạn, hiện nay cả nước ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tiêm vaccine, Việt Nam mình không có vaccine tiêm chứ ở nước ngoài đâu chịu tiêm, nhưng mấy bạn phải nên tiêm, tiêm để phòng. Mình đọc trên báo Mỹ nha, những người mà bên Mỹ là không tiêm mà đa số chết là đa số không tiêm, còn mấy người tiêm nó ngừa mình, nó bảo vệ mình hơn là cái không tiêm. Ở bên Mỹ tiêm được, người nào mà tiêm nó được 100 đô. Còn Trung Quốc á, bạn không tiêm nó không cho bạn đi ra đường đó, nó công cộng nó bạn ảnh hưởng người ta nó không cho đi ra đường. Cái thi đua về công việc của bạn, thi đua viên chức nhà nước của bạn là nó cắt hết mấy cái thi đua, nó ép buộc mấy bạn phải tiêm là gì, chương trình gì đó, nó không cho bà mấy bạn ra cộng đồng, mấy bạn sống trong thế giới mấy bạn không ra hòa nhập đi cộng đồng, mấy bạn làm gì. Nhà mình đang làm hơi ồn, bạn tháng đi bán gạo rồi. Ngon quá. Ở Mỹ được tiêm vaccine dễ dàng lắm, ở đâu cũng từng có chỗ tiêm, nhưng anh thấy mấy gì đó ở Mỹ là khuyến khích đặt tiêm, tiêm được gần 100 đô nữa mấy bạn. Ở Sài Gòn mấy này tiêm quá trời tiêm rồi đó. Còn Trung Quốc mà mấy bạn mà không tiêm là nó không cho mấy bạn ra cộng đồng chơi đó, sợ lây người ta. Còn Việt Nam mình thiếu vaccine tiêm. Ngon không? Đó, ngon.